Chờ đợi mãi cuối cùng ngày này cũng đã tới. Ngày đầu tiên bé Hổ ăn dặm, chắc là cũng nhờ mẹ ngóng video này của mẹ Hổ. Bé Hổ thì còn háo hức hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy mọi người ăn là chàng ta thèm lắm. Hôm mẹ Hổ đưa cho quả chuối cũng gặm gặm, nói chung là sẵn sàng ăn dặm lắm rồi. Thực ra các mẹ có thể cho bé ăn dặm sớm từ lúc con tròn 5 tháng tuổi, khi con có thể ngồi cũng khá vững. Con dặm tí sữa và chóp chép đòi ăn vì bé Hổ cũng mới ốm dậy, hệ tiêu hóa của con còn yếu nên mẹ Hổ cố đệ thêm cho con được 6 tháng. Ngày mai là con được 6 tháng tròn đây. Bữa ăn đầu tiên này của con là ăn cháo dây, tỷ lệ 1:10 và nước đa xi. Ngày xưa cho con ăn theo phương pháp truyền thống thì sẽ là một bát bột, con ăn được càng nhiều càng tốt. Thế nhưng lần này mẹ Hổ áp dụng theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, chế biến riêng từng món để con cảm nhận rõ mùi vị và dễ phát hiện nếu con bị dị ứng. Hôm nay Hổ ăn cháo dây chứ không phải bột để dễ tăng thô sau này. Hôm nay mặc dù bé Hổ cũng muốn ăn tiếp nhưng mẹ Hổ dừng lại chỉ cho ăn 5ml thôi để con thòm thèm sau này mới không bị chán ăn. Bộ bát, thìa, dĩa và khay ăn này của bé Hổ là loại mới chất liệu eco silicone của thương hiệu To Bé, có hình hổ rất dễ thương các mẹ nhé. Đặc biệt tinh khiết không mùi, an toàn cho sức khỏe của bé, bền chắc và khả năng chịu nhiệt tới 200 độ C. Thiết kế chống lại có 6 màu pastel rất thời trang, sẽ khiến bé hào hứng với mỗi bữa ăn. Bộ sản phẩm này mẹ có thể rửa với máy rửa bát tiệt trùng và dùng cho lò vi sóng đều ok nhé.